Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, kênh chuyên cung cấp các trận đấu đỉnh cao vừa mới diễn ra. Hôm nay em xin cung cấp cho các bạn trận đấu 3 trận đấu hay vừa diễn ra hôm qua, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Thể thức cờ chậm 60 phút cộng 30 giây. Mời bạn xem trận đầu tiên, Trần Quang Nhật cầm đỏ đi tiên, Vũ Hữu Cường cầm đen đi hậu. Chúc các bạn xem cờ vui vẻ.
Tăng chuyên. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Chơi đến đây, Vũ Hữu Cường thấy khó lòng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Túy Kỳ Tiên Trình A Sáng, cầm đỏ đi tiên, Đặng Hữu Trang cầm đen đi hậu. Mời bạn xem.
将军。将军。将军。
将军。将军。Chơi đến đây, Đặng Hữu Trang buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận cuối. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Trần Quang Nhật cầm đen đi hậu, mời bạn xem.
将军。Chơi đến đây, Trần Quang Nhật hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn gặp các bạn ở video lần sau.